Hello, mọi người đang ở trong Zoom. Hello anh Cẩm Y vệ. Hello cậu ba, hello cô. Hello Henny, hello 1001. Hello mọi người. Hello anh Phập. Hello Nam Tuyên. Nhưng mà chú Kiên ơi, tại sao chú không để cái tên là Mai Bảo Trân nữa, mà chú lại để cái tên là Vô Tình? Chú không thích cái tên Mai Bảo Trân nữa à? Hay là vì chú không thích chị ấy nữa? Hello Lâm Hổ Thiếu Hiệp. Hello anh Sốp.
em phải nhắn tin anh mới biết là em hôm nay có show này. Ơ anh sốc đâu rồi? Những tim em đang nào? Sao anh sốc không lên ghế? Ơ à, lạ vậy. Hỏi khó trả lời. Anh sốc ơi, em không thấy anh ở trên ghế này. Sao không yêu nhau? Bây giờ yêu. Sao lại thế nhở anh? À rồi rồi, thấy anh rồi. Em thấy anh rồi. Để chuyển sang người khác á. Chia tay đi chú, bị người ta bơ rồi. Thêm con nữa cũng không sao. Không, con không bơ chú đâu. Con vẫn yêu thương chú. Anh giấu, sao anh cho em bikini vậy? Anh cho em bikini để chuẩn bị đi biển đúng không? Này chưa được đi biển, muốn đi biển quá mà chưa có bikini. Nếu mà lên top 100 thì anh phải tặng em những cái quà gì nhở, à quà mới đúng không? Bên công ty hả? Sao anh không để dành tặng em ở bên nick cú niêu kia kìa. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một ai. Thôi tặng vừa thôi. Dừng đi. Hello Hảo, bé bỏng. Khiếp, bé quá. Nghe cái tên. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bây giờ sẽ hát bài. Bài gì nhở? Mọi người muốn nghe bài gì? Bây giờ em chỉ thích hát những bài cổ ngày xưa thôi, chứ không thích hát mấy cái bài bài nhạc trẻ bây giờ đâu. Chỉ thích hát mấy bài kiểu thời 8X, 9X đời đầu ấy. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Anh đã thấy em có trong top 100 chưa? Anh đã nhìn thấy tên em chưa? Mọi người muốn nghe bài gì nào? Người yêu một giờ kêu kẹt. À kết bạn chú nhé. À ý là anh shop muốn xem tặng thử con xong xem con có trong top 100 không ý. Ý là lần trước anh shop cũng tặng con nhiều mấy cái quà mới này này. Ví dụ như bikini này, trà sữa này, quạt này, mưa. Mà tặng rõ nhiều mà con không có trong top 100.
Trong khi thì các bạn hai tầm đứng vị trí 25, 27 ấy, còn chẳng bằng con cơ mà sao con lại không có. Anh úp để lên VIP 5 á? Anh úp nick công ty cho em à? Úp úp nick cú nhiêu này à? Sao không úp bên anh Tòng cho em? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một. Bao giờ mới lên VIP 5? Anh Hâm à? Anh bị sao vậy? Bao giờ mới lên VIP 5? 28 triệu nữa đấy. Anh cho tôi xem top 100 chỗ nào anh chỉ. Trời ơi, em đang nhìn là lên VIP 6. Em đang mở hoa mắt, em tưởng là hello mặt trời của anh. Em ở tại... Ừ đúng rồi, lên VIP 6 là 29 triệu nữa, gần 30 triệu nữa mới lên VIP 6 ấy. Bây giờ hát bài gì nhỉ? Em vẫn thích hát bài Ngôi Sao Lẻ Loi nhá. Hello già cả. Em thấy có nhiều người nhá, họ chỉ thích lên tầm VIP 4 thôi, là họ lại chơi nick khác, tức là các cái nick họ chỉ thích lên màu tím thôi. Thôi em không chơi Smash Show đâu, chơi lại thua. Hello Nhuy Nhuy, kìa anh shop ơi, anh xem giúp chú kia là xem chú ấy đang ở top bao nhiêu. Hình như chú kia toàn ở top 1, top 2 ấy. Lần trước con xem toàn thấy ở top 2 thôi, có lần lên top 1. Đêm nay em ngồi đây nhìn trời sao, em nhớ anh, nhớ đến những lúc xưa ta hay ngồi. Đặt bàn tay em trong tay anh, nguyện tình yêu ta mãi say. Sao trên cao chứng nhận em và anh. Sao em lẻ loi nhìn về nơi phương xa, có anh, có chưa đánh sang nơi xa chân trời. Giờ bàn tay anh trong tay ai, lời thề xưa nay đã phai. Sao trên cao chứng nhận cho tàn mong. Dù trời mưa hay bao tố, vẫn có em nơi đây mãi nhớ. Vẫn mong anh sao soi bước anh quay về. Vì bên em như lúc xưa, dù ngàn năm chờ mong hóa đã thời gian. Ngày người đi mưa phù lôi, thấm mướt nơi tim em mỗi tối. Ước mong nắng mai lên xóa tan đêm dài. Lời thề xưa như vẫn đây, nhìn chung mây chẳng nơi này. Ơ nhưng mà chú kia nói hôm đấy anh shop cũng tặng con nhiều phết. Ơ nhưng mà tại anh shop ý, anh không tặng, tức là nếu mà chỉ tặng bikini thôi mà được tính anh tặng em nhiều thứ quá. Tại anh tặng em các loại quà luôn. Hello Bin. Thực ra đi du lịch mà đi một mình thì đi làm chi? Ơ, 1.500 bikini là 100 triệu á? 1.500 bikini là 100 triệu, hả? À, vé đôi à? Tưởng đi một mình. Đêm nay em ngồi đây, nhìn trời sao em nhớ anh. Nhớ đến những lúc xưa ta hay ngồi. Đặt bàn tay em trong tay anh, nguyện tình yêu ta mãi say. Sao trên cao chứng nhận em và anh. Ngồi sao em lẻ loi nhìn về nơi phương xa, có anh, có
xưa nay đã phai, sao trên cao khóc cho duyên tàn máu. Dù trời mưa hay bão tố, vẫn có em nơi đây mãi nhớ, vẫn mong anh sao soi bước anh quay về. Về bên em như lúc xưa, dù ngàn năm chờ mong hóa đã thời gian. Con không muốn up bên công ty đâu, có gì nếu mà khi nào con đấu spec sâu thì anh shop up ấy cũng được. Với cả bây giờ nhá, ví dụ mà anh ấy tặng con nhiều xong rồi được một vé đôi đi du lịch, thế là hai anh em đi với nhau đúng không? Xong rồi tại vì là chắc chắn rồi, người nào up cho mình thì mình phải mời người đó đi chơi cùng luôn, ví dụ như là chú up cho con thì con sẽ mời chú đi cùng. Đấy. Còn ngày 26 hết hạn đó. Thế là sắp hết rồi đúng không? Ừ, chắc anh Tòng được nhất rồi, bởi vì anh Tòng gì nhở, anh Tòng có dạo này anh ấy chơi bách sổ sâu ấy, anh ấy toàn quà là bikini mà. Dạo này thấy các bạn chơi bách sổ sâu mình cũng thèm ấy, nhưng mà thôi, bao giờ phải gom được nhiều người thì mới chơi. Phải được nhiều người thì mình mới chơi, để mới thắng. Đấu hai lần thua cả hai rồi, phải cố một lần thắng. Chứ thua mãi ngại lắm. Kiểu cuộc đời cứ thua mãi, buồn cực. Chỉ thấy thua thôi, không thấy thắng. Vì ở ngoài đời nhá, gì nhở, con bị cái tính hơi cầu toàn một chút, đó là không bao giờ muốn mình thua ai cả. Kiểu vậy. Học thì có thể thua, à không, học cũng không được thua. Ở lớp con phải dẫn đầu. Em chưa chào anh, hello boy nhà nghèo. Ngồi sao em lẻ loi, nhìn trời sao em nhớ anh. Bây giờ hát bài này nhé. Ba mươi mốt hạn thôi, anh giúp em mình đừng chơi cái đó đi. Mình để dành khi nào mà mình chơi đấu đi. Chứ em không thích mấy cái tặng quà đâu, em đâu có cần đi du lịch đâu. Rơi nhẹ đông tí tên, khi chim non đã ngủ vui cất cánh, khi trăng lên hát trên đồng cỏ xanh, em ngây ngô ô cửa nhỏ nhìn anh. Anh chiều lên muôn vì sao lấp lánh, chú đi ngủ hả chú Kiên? Ông anh sao lung linh chưa thật nhiều ước mơ, ôi những ước mơ ngọt ngào vườn hoa cố tình, từng ngôi sao như mang bao phép tiên nhiệm màu dịu em bay. Chú đi dạo sao chú không cua con đi, cua con luôn nè. Càng ngày hôm ấy em tặng anh có nhớ, em vẫn nhớ bao ngôi sao anh hát cho đêm nào. Vì sao ấy cho em mang chỉ tôi một điều, cho anh với em gặp lại. Hello Dũng. Để chú sống thêm vài năm con. Yêu con chú đâu có ấy đâu, chú vẫn sống thượng thọ tốt mà. Ví dụ nha, ví dụ mọi con đoán chú sống được khoảng tầm 90 tuổi, nhưng mà yêu con chắc là chú phải sống khoảng tầm thượng thọ trên 100 tồn thọ. Không, yêu con chú phải sống được trên 100 tuổi thật luôn. Yêu con đã về, con diễn cho xem, con diễn hài cho chơi.
như con chúa trong truyện tranh. Chú cao cao, ngày hôm ấy em tặng anh con nhớ, em vẫn nhớ bao ngày sau anh hát cho đêm nào. Sao chú lại chạy con diễn hài cho chú xem? Hello Thành Luân. Vườn trời vương sáng như vườn hoa cố tình, thương ngôi sao như băng bao phép tiêm nhiệm màu. Dìu em bay trong không gian của trẻ thơ mơ mộng, như công chúa trong truyện tranh. Chú cao cao, ngày hôm ấy em tặng anh khó nhớ, em vẫn nhớ bao ngày sau. Hello Hiếu, hello Tú Huỳnh, hello Bá Quân. Cho em với anh gần lại. Anh Sốp ơi, anh có tính được là trong tháng này bên công ty anh tặng em bao nhiêu không? Ừ, quên không tặng 365 sô-cô-la, em chưa xem, em chưa biết nó như nào. Nhưng mà anh Sốp, em vẫn không hiểu là tính cái đấy ấy, là tức là chỉ tính bikini thôi hay là tính tất cả các món quà mới xong rồi cộng lại? Em vẫn chưa hiểu nó tính như nào luôn ấy. Như công chúa trong truyện tranh, chú cao cao, ngày hôm ấy em tặng anh có nhớ. Ba cái mưa, bikini, vương nguyện. Ơ thế thì anh chỉ nên tặng, nếu mà anh muốn em đứng trong top 100 thì anh chỉ nên tặng ba cái đó thôi. Mưa, bikini, vương nguyện thì cái gì rẻ nhất ạ? Anh Sốp, cái gì rẻ nhất? Mười người đầu tiên được khuyến khích à? Nhớ anh từng đêm trắng, nhớ anh từng ngày nắng, cầm lên tấm hình đặt vào tim em nhớ anh. Và nhớ sao vòng tay ấm, nhớ sao hai đôi mắt, và từ lúc nào trái tim em dường như yêu anh. Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh, trái tim em nhỏ bé mong manh làm sao đến được. Đừng hỏi em mỗi khi gần bên anh có vui, sao anh không nhìn thấy bờ môi em đang thầm hát. Đừng hỏi em giấc mơ có bao giờ thấy anh, em sẽ cười và nói rằng không làm anh thoáng buồn. Từng ngày thơ lắng nghe nhìn sâu trong mắt em, anh không nhìn làm sao biết em đang hạnh phúc. Hello Hằng Moon. Trắng, nhớ anh từng ngày nắng, cầm lên tấm hình đặt vào tim em nhớ anh. Và nhớ sao vòng tay ấm, nhớ sao hai đôi mắt, và từ lúc nào trái tim em dường như yêu anh. Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh, trái tim em nhỏ bé mong manh làm sao đến được. Đừng hỏi em khi gần bên anh có vui, sao anh không nhìn thấy bờ môi em đang thầm hát. Đừng hỏi em giấc mơ có bao giờ thấy anh, em sẽ cười và nói rằng không làm anh hoang buồn. Từng ngày thơ lắng nghe nhìn sâu trong mắt em, anh không nhìn làm sao biết em đang hạnh phúc.
chứ phải ăn nhiêng hả xả vô. Ăn khoai nhả ra nhô, phải ăn nhá xi nhô, ăn khoai nhả ra nhô. Biết làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Thế gian này đâu thiếu người để yêu, cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em. Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy, chót lỡ yêu chung một người. Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Yêu ai mà quên ai khi đứng giữa hai người, thật lòng em không biết phải làm sao. Từ thiện, bởi vì là cái chương trình từ thiện đấy thì nếu như mà nó ở ngoài Bắc nhá thì em sẽ tham gia, nhưng mà vì ở trong Sài Gòn em cũng không tham gia được, bởi vì mình đâu có đi được đâu. Chị làm đêm em ạ. Nếu mà nó ở ngoài Bắc là chắc em cũng sẽ tham gia đấy. Mọi người chờ em xíu, em chờ em một tí nhá, em đi lấy cốc nước đã. Xem cho anh ạ. Gần 45.000 xu nữa anh nhé. Gần 45.000 xu nữa anh sẽ lên VIP 7 nhé. Ok thanh mọi người, em tưởng là ok kiss mọi người, tưởng là hôn mọi người cơ. Em nhìn xa xa cái từ thanh là giống từ kiss quá. Tưởng hôn tất cả mọi người đang ở trong du luôn. Đang sướng lâu không được hôn. Khi có hai người yêu mình, nơi sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Thế gian này đâu thiếu người để yêu, cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em. Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy, chót lỡ yêu chung một người. Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây đâu có ai bận lòng. Yêu ai mà quên ai, tưởng là anh hôn thật. Đi ai tán đâu có ai muốn phiền, chung nhau là yêu thương,
trong nhiều nỗi giận hờn, giờ thì chẳng có ai được chi. Đây là nhạc trẻ mà, đây không phải là nhạc trẻ thì là nhạc vàng à? Thì giờ đây em phải đau bận lòng, thôi anh đành ra đi để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hơn ghét. Sao không là một ai khác, nếu như không có em thì cả ba đâu có ai muốn phiền. Nhạc này hơi già già thì chưa trẻ lắm đúng không? Phải trẻ theo kiểu 18 cộng đúng không? Mới thích đúng không? Phải nhạc 18 cộng. À, nhạc trẻ con ý hả? Bạn thích nghe nhạc trẻ con đúng không? Để không... Cái bài mà của mẫu giáo đúng không? Xem có bài gì nhỉ? Đây. Chiều nay em đi học từ chiều đến tối mãi mới về. Tao trên máy tính được thôi á. Thế đi để em đau sau. Bởi vì thực ra là em muốn nó có chiếc điện thoại để ví dụ thỉnh thoảng mình vào xem ý. Tối nay đi học cách tán người yêu. Làm sao để không bị ế? Phải học là làm sao để mình không bị ế nữa. Ế lâu quá rồi. Hello Rin. Cha thần lần buồn thiêu gọi chung đêm mới mang trò. Bài Bùa Yêu của Bích Phương mà nó có cả nhạc gì nhỉ? Nhạc ở đằng sau cái nhạc gì em không nhớ nhỉ? Để đợi em nhắn tin hỏi lớp em ra xem
Hôm trước em nghe một bài hát bùa yêu, bài nhạc bùa yêu hay lắm. Idol chưa 18, đợi em tìm cái bài vụ. Migante ở đây là bài viên. Vũ hình như là bài, này hay sao ấy. Migante. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Anh yêu hay thôi, chỉ một lời. Chưa 18 mà, bảo chưa 18. Yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bây giờ mình nhìn thấy anh. Hello anh Châu nhá. Em đang vừa sờ điện thoại, em đang tìm bài hát, em không để ý. Hello, forget me not nữa. Hello ăn ngỏ, hello Tommy, hello anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Yêu không? Có yêu không? Yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Em chưa 18 đâu. Đố mọi người biết em sinh năm bao nhiêu? 17 tuổi thôi hả? Nhìn em có trẻ không? Hello chào em Lâm Thảo, hello. Chín năm là ít, trời ơi sao em già vậy? Em đừng lừa Tommy. Thật mà, em chưa 18. Cái bài mà có cái từ mà con kẹt, con kẹt, con kẹt. Đấy là bài gì nhở? Mọi người có biết bài đấy không? Con kẹt, con kẹt, con kẹt ý. Cái bài gì nhở? Sao không nhớ từ từ viết con kẹt. Mà sợ viết con kẹt cái đấy nó lại ra cái khác chứ. Sợ cái con kẹt nó lại ra con kẹt. Con kẹt, con kẹt. Con kẹt. Hello à. Hủy diệt. ไปเหนือร้องใต้ปกติดตัวไว้ก็โทษฉัน
thì sẽ mới lạ lời. Ô mẹ con ơi chúa trai kỳ thờ, mẹ ngoan nó rư mẹ nghỉ phí cái lấy mi hay mà bỏ. Anh bảo cho anh làm quen được không hả? Được. Em dễ dãi mà. Làm quen theo khái niệm anh em thì được. À không, làm quen theo khái niệm anh em thì không cho làm quen. Làm quen anh em không làm quen nhá. Làm chị em thì được không? Em đây là một củ hành. Đấy, không, tức là phải yêu cơ. Nhưng có cố đến mấy, đó vẫn không phải là củ hành. Mình phải có một mối quan hệ rõ ràng chứ. Anh là good văn boy. Anh sống trong gia đình mẫu mực thật sao. Lớn lên với nhiều chồng gái, không phải tôm cá ốc chay. Tất nhiên anh cũng không phải nem tai. Cuộc đời anh không cần thính. Nhưng mà anh rất hay lo. Cảm ơn Duy Bùi Quang. Kinh lắm. Cứ than bạn rồi đong đưa. Đấy, ăn mặc ngực nghiếc tứa lứa. Thế nhưng sẽ nôn cả làng cờ. Và thật may anh biết thừa. Ông biết thừa nhá. Thính thiếc ném tứ tung. Em rắc lên cả Facebook ma ngàn luôn. Ghi dòng câu tâm trạng rồi than thân em à. Với tóc với áo ra em chụp lại thật xa hoa. Núi sổ 500 anh. Đấy, các anh nhớ chưa? Một dòng dòng tuôn ra. Thì anh thấy rất thương, thương các đôi đơn độc lâu ngày. Bỗng nhiên có người quan tâm, có người xinh xắn kết thân. Cứ phê phê trong lòng bâng khuâng, vì được người ta thân thích. Quên khẩn trương với anh em, sao cứ hay. Chưa gì đã xin số điện thoại rồi. Chọn về đó thì mình đai. Em có chảnh đâu. Không phải vì em đang mải treo cái bài đấy, em chưa kịp trả lời thôi. Em hoán nick Facebook ấy. Mọi người kết bạn Facebook nha, xong rồi mọi người nhớ tương tác, phải tương tác thì em mới để ấy, không em ăn fan luôn ấy. Nha, chỉ cần kết bạn với em mà không vào thả tim ảnh của em mà không comment thì em ăn fan luôn. Nhớ chưa? Đây là mọi người nhớ là mọi người phải vào xem ảnh của em này, xong rồi vào like và vào comment khen xinh thế thì em mới giữ bạn bè nha, không ăn fan luôn. Hình của em thả, em thả, em thả, em thả. Em thả, em thả, em thả. Em thả cho nóng thế không biết làm gì nằm. Em không thả thính, em không hề thả thính nhá. Em đã khuyên các anh là nếu như các anh lên trên Facebook, lướt Facebook mà nhìn thấy em nào mà ăn mặc hở hang là tránh ngay nhá. Phải ăn mặc kín đáo như em thì các anh mới được nói chuyện. Còn kiểu ăn mặc kiểu sexy lady là phải tránh nhá. Các em mới thả thính đấy. Muốn nhiều người theo, muốn thật thân thiết đáng yêu. Thế nhưng quyết không phải người yêu. Làm vậy là sai rất nhiều. Nếu giác thính ép a lâu năm em thành gian trá. Chết gieo lên bao đau buồn thì đời em cũng xót xa. Xót quá. Nếu giác thính các anh có vợ thì đề phòng nha. Thật ai không may phanh phui ra có người chặn đường nện nha. Ờ em lép hả? Thế nên là em mới đang cần bổ sung cam quýt mít dừa. Hello người lạ. Anh vào comment ảnh của em đi, khen là em vệ sinh thế là khẳng định sẽ được add friend. Nhưng mà nếu mà không comment thì sẽ không được add friend đâu thật đấy. Phải vào comment cơ, phải bảo là ủa em vệ sinh thế, lại còn dễ thương nữa, dễ gần, đảm bảo
được ad friend. Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ đi sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Giờ mời ta gọi mình ai cũng chẳng có gì để sai. Hello anh Pick. Anh Pick. Hello anh Phong. Quan trọng phải là hay là để chơi. Quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn có vẫn trả lời mà. Hello cậu ba. Hello anh. Em về rồi anh, nhưng mà bây giờ tối nào em cũng phải đi học hết. À cuối tuần hoặc sang đầu tuần em thi rồi. Biết thần thái nằm đâu, tốt hơn là mình biết thần thái đậm sâu. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu, biết thần thái đậm sâu, biết thần thái như nào. Quan trọng vẫn là cái thần thái. Quan trọng vẫn là cái thần thái. Ai khen chê cứ mặc kệ, mình cứ ngầu có gì phải ngần ngại. Em tên là Huệ, hello ba chỉ có ánh. Mình sống chỗ nào cũng mình biết. Hello anh Tâm. Cái gì của mình tự mình quyết, để tâm làm gì mấy lời không cần thiết. Bởi dạo này anh gắt thế, anh chơi special show gắt thế. Mình làm gì đi nữa thì họ vẫn gì nghĩ. Thế nên kệ đi, hơi đâu mà suy nghĩ. Quan trọng nhất không phải vẻ bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Mình đang chơi hay là đứng gần ai mà quan trọng là. Em ở Hà Nội. Quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ thật sai. Quan trọng khi là thân thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai cũng chẳng có gì đã sai. Thôi là mình biết thần thái đậm đâu. Thôi hơn là mình biết thần thái đậm sâu. Sai mình đời cũng vậy sao? Tốt nhất bản thân cứ ung dung. Cái bác xinh quá, cảm ơn người lạ nhá. Nếu công không thắng thì đã sao? Lỡ thua không thắng thì đã sao? Đen đúa không trắng thì đã sao? Mình vẫn sống và đầu cứ ngẩng cao. Dù lên voi hay xuống chó, nhà mình giàu hay không mà chúng nó cứ ra đường vẫn phải tỉnh. Dù cho có bao nhiêu thì đứng ngó. Điều quan trọng không phải vẻ bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Mình đang chơi hay là đứng gần ai mà quan trọng là. Tên cún là cái tên em thích. Quan trọng khi là con gái. Yêu thì lớn đúng, chẳng bao giờ thấy sai. Mình show còn 11 phút nữa thôi là hết giờ show nha mọi người. 11 phút nữa. Tốt hơn là mình tu tu đu tu tu. Tu đu tu 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 đu tu tu. Chơi lên chơi lên. Tu 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 tu. Ai chơi anh em tôi chơi. Anh biết gần xong rồi hả? Nhưng mà tuần này em đang bận quá, bọn em sắp thi rồi. Cuối tuần này hoặc là sang đầu tuần sau là bọn em sẽ thi. Em không ở gần Hòa Lạc anh nhá. Em không ở gần lá Hòa Lạc đâu. Quan trọng phải là em bận ý. Em không một buổi tối nào em được nghỉ học cả. Từ hôm thứ bảy đến giờ, thứ bảy chủ nhật, hôm nay ngày mai cho đến cuối tuần em sẽ đi học suốt. Bọn em đang chạy bài mà. Quan trọng vẫn là thần thái. Quan trọng khi là con trai. Yêu thì yêu. À giờ yêu. I see the light inside your eyes. You make me feel like I love it. Hello, Bin. Don't know why you make me shy. Mọi người add friend em đi, xong rồi lát nữa có gì em sẽ add lại mọi người nhé. I wanna take a breath. I'm not in love. I'm not in love.
có biết một điều đó là con gái không thích điều gì không? Mọi người có biết là con gái kỵ nhất điều gì không? Yêu như đúng rồi của Karik đi em. Hear me out, oh. Không phải hỏi tuổi. Hỏi tuổi thì trên show này mọi người hỏi em là một thành một thói quen. Bởi vì là hầu như là ai vào xem thì cũng sẽ hỏi idol bao nhiêu tuổi, idol tên gì, idol ở đâu. Điều kỵ nhất mà em kỵ đó là khi em đang show mọi người nhắc đến một người con gái khác. Đó là một điều em không thích. Kể cả ví dụ như là ai vào comment ảnh của em xong rồi lại nhắc đến một người bạn em, hoặc là nhắn tin cho em nhưng hỏi về bạn của em. Đấy là một điều em không thích, thực sự không thích. Bây giờ mọi người cũng thế thôi. Ví dụ em nhắn tin với anh, em lại hỏi về bạn thân của anh, hoặc là lại hỏi về anh em của anh là anh ơi anh ấy đang làm gì đấy, anh ấy đang đi chơi à, hay anh ấy ngủ chưa. Ở thế này nhá, em kể cho mọi người một câu chuyện. Cái hôm đấy thì em có nhắn tin cho một anh ở đội bóng đội tuyển Việt Nam. Thực ra không phải em nhắn tin trước, em không phải chủ động nhắn tin trước. Đấy thì anh ấy là người chủ động nhắn tin cho em trước. Và sau khi em biết rằng anh đấy là ở cùng đội với cả Bùi Tiến Dũng, thì em có tình cờ em chỉ hỏi là ơ anh ơi anh cùng đội với anh Bùi Tiến Dũng à. Thế là anh ấy bảo với em rằng nếu mà em có câu hỏi gì về Bùi Tiến Dũng thì đừng hỏi anh ấy, anh ấy unfriend em luôn. Mà em chưa hề hỏi gì, em chỉ hỏi đúng cái câu là ơ anh ơi anh cùng đội với Bùi Tiến Dũng à, chỉ hỏi vậy thôi. Mà anh ấy tự ái, anh ấy unfriend em luôn. Đấy. Xong rồi sau em cũng nói là ok, tức là em không quan trọng là unfriend thôi, em cũng không quan tâm bởi vì em không yêu, em không thích. Thích unfriend thì unfriend thôi. Mà xong rồi sau thì em nói rằng là em chẳng liên quan gì đến anh Bùi Tiến Dũng cả, em cũng không muốn hỏi anh về anh Bùi Tiến Dũng. Đây là do anh đấy chủ động nhắn tin cho em trước, chứ không phải em tà lưa hay là em cố tình nhắn tin để hỏi về anh Bùi Dũng, không hề nha. Mà anh đấy chủ động nhắn tin cho em thì em chỉ tình cờ em chỉ hỏi thôi, em không hề biết. Xong rồi sau thì xin lỗi em, bà lại hiểu nhầm. Nhưng thôi, bởi vì unfan rồi, em không có khái niệm unfan xong lại kết bạn lại nhá. Thôi luôn. Và em cũng rất là dị khi ai nhắn tin cho em hoặc ai xem em show lại hỏi về người con gái khác. Đấy là một cái điều rất là dị. Và mọi người cố gắng tránh. Tránh đi. Tại vì con gái hay con trai cũng vậy thôi, khi mình đang làm một công việc gì đó hoặc mình đang làm gì đó nhưng người đối phương lại hỏi về một người nào đó không phải mình sẽ không thích trả lời. Come out, out. Còn không phải là vì ghét nhau mà không muốn hỏi nhá. Không hề ghét, nhưng mà kiểu cái cảm giác mà khi người ta lên show mình xong người ta hỏi về người con gái khác ấy, mình cảm thấy là mình đang show mà, show này là của mình mà, sao lại hỏi người con gái khác vậy? Cái sự hiện diện của mình nó không có ý nghĩa với người đó à? Nếu không có ý nghĩa thì thôi ok, không cần phải xem. Bài ngốc cao lắm. Anh mà unfriend em không kết bạn lại đâu, em dỗi luôn ấy. Em dỗi mặt anh luôn ấy. Em không cho anh chơi game đâu. Em thấy thực ra là dạo này do bởi vì cầu thủ đá bóng đang hot ấy. Thế nên là các cầu thủ có vẻ là hơi kiêu và hơi chảy. Tức là khi gặp mặt ở ngoài đời, khi đi chơi, khi nói chuyện thì ok, cầu thủ không chảy. Nhưng mà khi ví dụ như là nhắn tin trên Facebook hoặc là nhắn tin mà bảo áp hay gì thì em thấy có vẻ hơi chảy đấy. Chắc là do đội U23 nổi quá thế nên là các cầu thủ U23 hơi chảy.
có duyên với cầu thủ lắm. Em quen nhiều cầu thủ, dạo này bạn bè chung với rất nhiều cầu thủ. Một khái niệm đó là một ngày em không bước chân ra khỏi phòng trừ đi học. Còn không em không đi chơi. Và cũng không có khái niệm là mọi người có thể tình cờ gặp em ở ngoài đường nhé, không có. Em chẳng có đi chơi cả. Em ơi, dép tin nhắn chị được không? Rose Nguyễn. Chị ơi, chị có thể vào comment ảnh của em không? Bởi vì em không có thấy tin nhắn nào của chị cả. Em đâu có thấy tin nhắn của chị đâu nhở? Chị Ru Nguyễn ơi, em có thấy tin nhắn của chị đâu nhở? À, trả lời tin nhắn à? Trả lời comment trên top à? Ok, chị muốn nói gì chị nói đi ạ. Em vẫn đang nghe đây. Hello người người vô tâm. Mọi người muốn nói gì thì mọi người cứ nói đi. Ơ chị ở em sắp hết giờ show rồi nhỉ. Còn một phút nữa thôi là em hết giờ show rồi đấy. Mùa này nóng lắm. À Huệ Hà Nội à? Vâng, mấy hôm nay hơi nóng. Nóng nên là dễ bức xúc. Cái này hơi tế nhị. Chị bảo là trả lời ở trên show xong chị kêu tế nhị sao em trả lời được á? Thế thì chị nhắn tin đi, cái gì tế nhị thì có thể nhắn tin đi chứ không nên hỏi. Ví dụ như chị hỏi là số đo ba vòng của em, chị không nên hỏi trên show. Nhà ok mọi người, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày có gì em như tối ngày tối thứ tư em có show lúc 23 giờ nha mọi người. Ok bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người tối thứ tư lúc 23 giờ. Bye bye.